Ngày 15 tháng 7 năm 2024, Đoàn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn trên app Thanh niên Việt Nam. Hội nghị tập trung triển khai, sinh hoạt lý luận chính trị, hình mẫu thanh niên trong thời đại mới, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên học sinh trong việc học tập, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên học sinh, góp phần nâng chất hoạt động đoàn trường ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng.